Sống Vui Minh Dũng xin lời chào đến cô chú anh chị. Video chiều nay 17 giờ kém 15 ngày 10 tháng 12 2023. Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Xin được chia sẻ hình ảnh của giáo xứ Văn Coi Siêu Mộc, giáo phận Bà Rịa, chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh đang lập cái cổng của giáo xứ Văn Coi. Giáo xứ Văn Coi tọa lạc tại ấp Nhân Đức, xã Siêu Mộc, huyện Siêu Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thuộc giáo hạt Siêu Mộc, giáo phận Bà Rịa. Hai mặt tiền đường, đường bên đây. Đón lên là vô ấp Nhân Đức và đi thẳng luôn là tới nghĩa trang giáo xứ Văn Coi. Còn từ đây đi ra tới nhà hàng Hoài Lan hơn 1 km tí thôi. Đường này lên núi Đức Mẹ, đồi Đức Mẹ đó. Chúng ta theo ổn chính chúng ta sẽ giáo xứ Văn Coi chuẩn bị dắt mừng Chúa Giáng sinh thế nào nha. Bước vô cổng bên trái chúng ta thấy có một góc phụ rất đẹp, rất là to cửa phụ. Hình ảnh cây thông Noel. Trước kia có cây thông Noel, cây thông thật ở bên đây rất đẹp. Này là làm bằng cái trụ sắt để đưa lưới xanh, quấn các dây đèn. Cây thông Noel cao. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đình luôn tới người sau là 11 vòng. Cây thông Noel. Giáo xứ Văn Coi thắp chuông, các em đang tập canh thức. Chúng ta sẽ quạt khu vực hang đá. Bây giờ là 17 giờ ngày 10 tháng 12 nên là còn sớm, nên là hình ảnh không có lung linh đèn nhưng mà vẫn đẹp. Villa nhà đẹp không à, ở xem nhà cũng đẹp như vậy đó. Hình ảnh ba vua từ phương Đông đến chầu khi biết tin Chúa Hài Đồng đã sinh ra tại Jerusalem, đi theo ánh sao lạ. Nhưng vào đây thành thánh Jerusalem năm xưa. Mà dưới hai tán cây to chính là bức tranh thành phố Jerusalem, mái nhà có thiên thành, thiên lừa đến bái thờ, thiên bò. Và đây hình ảnh thánh Giuse, Đức Mẹ, Chúa Giêsu Hài Đồng, thiên lừa. Thấy có một cái nhà sàn, nhà gỗ, có cầu thang đi lên, có một dãy phòng, nhà hai mái thế này, có thiên thành trên mái nhà, nhà có cái lan can gỗ, có những bó rơm. Chúa Giêsu sinh ra nơi đây. Đang còn làm hang đá. Đây là có cái trục quay nước nè, khi mà gắn liền với nước quay rất đẹp. Thoáng qua chuẩn bị của giáo xứ Văn Coi, hạt Siêu Mộc, giáo phận Bà Rịa.
mừng Chúa Giáng sinh năm 2023. Đây công viên của giáo xứ. Tháp chuông có ngôi sao rất đẹp, khi bắt đèn lên sẽ đẹp. Minh Dũng cảm ơn cô chú anh chị và tất cả các bạn đã xem một thoáng qua những hình ảnh tại giáo xứ Vân Coi, hạt sinh mục giáo phận Maria chuẩn bị cho mừng Chúa Giáng sinh 2023. Mừng Chúa Giáng sinh và chúc thêm năm mới xin nghe đến cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an bình trong Chúa hạ độc. Xin cảm ơn rất nhiều.